Chiều nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá công tác triển khai thực hiện nghị quyết của Chính phủ về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19. Dù hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đặng Ngọc Quỳnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, Quách Thị Hương, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Sau hơn một tháng triển khai, các chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội trong toàn quốc đã rà soát được trên 740 người sử dụng lao động có nhu cầu vay vốn để trả lương cho người lao động, đã lập hồ sơ phê duyệt cho người sử dụng lao động với tổng số tiền trên 170 tỷ đồng để trả lương cho 49.000 lượt người lao động. Đối với Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Hưng Yên, đã rà soát và giải ngân với tổng số tiền trên 8,1 tỷ đồng. Tại hội nghị, Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam yêu cầu trong thời gian tới, các chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phối hợp tốt với các sở ban ngành để nắm bắt nhu cầu vay vốn, đồng thời có những giải pháp để triển khai chính sách hỗ trợ của nhà nước tới người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 kịp thời, nhanh chóng và hiệu quả nhất.